Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Tô Lâm công khai diễn biến tư tưởng và tham vọng quyền lực. Thời gian gần đây, dư luận thấy rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không lo toàn công việc chính của ngành công an mà chỉ lo chen chân vào chức năng của những ngành khác để mà thâu tóm lợi ích, thể hiện quyền lực. Có nhiều bằng chứng cho thấy Bộ Công an đang có tham vọng quản lý toàn diện nhà nước và xã hội thay cho chính phủ. Nhất là sau khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với 44 nhân sự chủ chốt do Quốc hội bầu hay phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 6 trên 16 thành viên của Bộ Chính trị được Quốc hội bấm nút. Bộ trưởng Bộ Công an, luật chỉ có một xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Giới quan sát thấy rằng đó là bài học khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an phải nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm nếu ông Tô Lâm vẫn nuôi tham vọng làm Tổng Bí thư, vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Và người ta không bất ngờ khi trong phiên thảo luận tổ sáng ngày 10 tháng 11 về dự án luật trật tự an toàn giao thông được bộ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra quan điểm cho rằng tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước nhưng luật cũng phải phục vụ nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người dân. Báo Dân Chí vào ngày 10 tháng 11 có bản tin với tựa đề Bộ trưởng Công an, luật chỉ có một, xe ưu tiên cũng phải dừng đèn đỏ. Theo báo Dân Chí, góp ý về quy định liên quan chỉ huy giao thông, Đại tướng Tô Lâm dẫn chứng bài học ở các nước đó là họ làm rất chuẩn theo nguyên tắc đã ra đường chỉ có một luật và đèn đỏ phải dừng lại. Song thực tế ở Việt Nam khi đèn đỏ, xe ưu tiên vẫn được đi qua. Như thế là xe ưu tiên không thực hiện luật. Chưa hết, vẫn theo ông Tô Lâm, ở Việt Nam mỗi khi có xe ưu tiên đi qua, cảnh sát giao thông vất vả, người dân cũng vất vả. Đang đèn xanh được đi thì lại phải đứng lại để nhường đường cho xe ưu tiên, rất nguy hiểm. Người dân đúng đường, đúng luật phải được đi. Theo giới quan sát, dựa trên ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm, người ta có thể thấy rằng ông Tô Lâm đang nói trước Quốc hội phải sống và làm việc theo pháp luật và mọi người đều bình đẳng, không ngoại lệ, không ưu tiên cho bất kỳ ai cả. Một câu hỏi đặt ra là tại sao thái độ tôn trọng pháp luật của người đứng đầu ngành công an bỗng nhiên lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Vì trước đây không lâu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Công an đã có những hành vi và hành xử theo kiểu tiêu chuẩn kép, mà trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, tiêu chuẩn kép nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Tô Lâm, mà cụ thể thứ nhất là Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam người mẫu Ngọc Trinh trong khi có đội mũ bảo hiểm vì lý do chạy xe mô tô nguy hiểm. Trong khi đó, hai anh em nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp vừa chạy xe gắn máy, vừa biểu diễn xiếc chồng đầu, không đội nón bảo hiểm là điều gây nguy hiểm gấp nhiều lần Ngọc Trinh mà lại không bị xử lý. Thứ hai là Công an Thành phố Hồ Chí Minh tha bổng cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách tới hơn 11 kg chất cấm bị bắt quả tang, còn với Ngọc Trinh chỉ chạy xe mô tô thì lại bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nghĩa là tất cả mọi người đều có vị thế ngang nhau trước pháp luật và có quyền không bị phân biệt đối xử. Đó là chưa tự kể tới việc vào tháng 7 năm 2017, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có mặt tại Đông Âu để trực tiếp chỉ huy điều hành hệ thống đặc vụ Việt Nam tiến hành bắt cóc nghi phạm Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, rồi đưa về Việt Nam. Đây là một hành động bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền an ninh quốc gia của Đức, mà trong cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, ông Tô Lâm tuyệt đối không được làm. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên, lời giải thích về việc bất ngờ ông Tô Lâm có thái độ thượng tôn pháp luật có thể là nếu ở các quốc gia có nền chính trị dân chủ, đa nguyên, thì phát biểu ngắn gọn vừa kể trên của Bộ trưởng Tô Lâm có thể được coi là một phần trong cương lĩnh tranh cử cá nhân hay của một đảng chính trị mà ông Tô Lâm là đại diện. Do đó có ý kiến hoài nghi tuyên bố vừa kể trên của Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đưa ra vào lúc này. Có phải là sự cam kết của một ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 74 hay không? Nếu đúng như thế, nói theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an đang tự diễn biến tư tưởng và không giấu giếm tham vọng quyền lực. Không biết Tổng Bí thư Trọng lúc này có còn đủ quyền lực để mà ho he với Bộ trưởng Bộ Công an
Tô Lâm nữa hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm công khai diễn biến tư tưởng và tham vọng quyền lực. Tổng Trọng đã sập hầm Thủ tướng trong vụ lấp vịnh Hạ Long như thế nào? Chuyện dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hạnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nằm trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam là Vịnh Hạ Long được các thế lực trong đảng khai thác tối đa. Họ muốn dùng dự án này để vạch tội Thủ tướng Phạm Minh Chính, người mong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết tâm trừ họa trước khi nghỉ hưu. Ông Phạm Minh Chính vốn là một trung tướng tình báo, từng giữ chức Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam, được cho là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Chính được bà Dũng đưa về làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 trong một danh sách những nhân vật thân cận để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến. Dự án khu đô thị 10B phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thời ông Ba Dũng làm Thủ tướng từ năm 2006 cho đến năm 2015 cũng là giai đoạn mà ông Chính làm Bí thư Quảng Ninh. Giới thạo tin tiết lộ bà Lê Thị Bích Chân, vợ ông Phạm Minh Chính, một tuần đi kinh lý Quảng Ninh để thu tô thay chồng 2 ngày. 5 ngày còn lại, bà Chân ở nhà Thủ tướng Dũng giúp bà Kiệm, vợ ông Thủ tướng, làm việc nội trợ, thậm chí đến cả móc cống nhà bà X cũng là bà Trần, đó là lời đồn. Nói như thế để thấy Tổng Bí thư Trọng phòng xa Phạm Minh Chính cũng không phải là thừa. Bởi ông Trọng khi ở trong cương vị Tổng Bí thư đã gây quá nhiều thù và cũng chuốc quá nhiều oán với các đồng chí của mình. Chưa có một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nào như Tổng Bí thư Trọng kể từ khi ông Trọng trở thành Tổng Bí thư từ năm 2011 cho đến nay. Ông thường xuyên kéo bài kết cánh để đánh đấm với các phe nhóm nhằm hạ bệ những nhân vật mà ông không ưa, mà hầu hết là đàn em của Ba Dũng hay của Trần Đại Quang. Điều đáng nói là những Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Vũ Nhôm và một loạt các trưởng Bộ Công an đàn em của Trần Đại Quang bị xử lý kỷ luật và tống giam. Nhưng người của ông Trọng dù phạm tội nặng hơn vẫn bình an vô sự, như cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải là một vụ điển hình. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng, đó là lý do mà theo giới thạo tin tiết lộ hơn ai hết, Tổng Bí thư Trọng rất hiểu quy luật ngàn đời. Cá ăn kiến rồi sẽ tới lúc kiến sẽ ăn cá. Cho nên ban đầu ông Trọng định ngồi ghế Tổng Bí thư cho đến lúc chết để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, việc ngồi dai cho khoai tôi nát, ông Trọng xem ra bất khả thi. Bởi tuổi cao, sức yếu và càng ngày thực tế càng cho thấy ông Trọng đã mất uy tín trong đảng. Trước đây, Tổng Bí thư Trọng nuôi ý đồ tạo dựng một bộ chính trị trong đó 2/3 là người thân cận. Cả bốn tứ trụ đều là các nhân vật mà ông Trọng có thể kiểm soát được sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không chỉ cản bước tiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mà bản thân ông Chính cũng có tham vọng không kém. Ông Chính có ý định chiếm ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 vào năm 2026. Tổng Trọng phải diệt Thủ tướng bằng mọi giá vì lý do là như vậy. Song trời bất dung gian, tại cả hai hội nghị trung ương lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2023 và lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2023, kế hoạch diệt Thủ tướng Chính đều thất bại. Vì vậy, câu chuyện dự án khu đô thị 10B ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với diện tích khoảng 31 ha, trong đó có 3,8 ha thuộc vùng đệm Vịnh Hạ Long, được cho là câu chuyện tiếp nối của quyết tâm hạ bệ Phạm Minh Chính. Đáng ngạc nhiên, phản ứng của Thủ tướng Chính hết sức bình tĩnh. Ngay lập tức sau khi vụ việc rộ lên, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra phản ứng của báo chí, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 25 tháng 11. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, chớ trêu, người ký văn bản kể lại chính là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một người thuộc phe Hà Tĩnh, một nhân vật được cho là xích của ông Trọng và phe cánh cài vào với mục đích là theo dõi các hoạt động của chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi còn là Bộ trưởng cũng là người đã ký chấp thuận dự án mà ông Trọng đang nỗ lực bới lông tìm vết. Dư luận thắc mắc dự án này đặt tên là dự án khu đô thị 10B. Liệu nó có liên quan gì đến việc ám chỉ lớp 10B của ông Tổng Trọng hay không? Có ý kiến thì nghi ngờ rằng đó là cái bẫy của Thủ tướng Phạm Minh Chính và ban lãnh đạo Quảng Ninh
khiến Tổng Trọng bị sập hầm. Đó là lý do vì sao việc báo chí khơi mào cho vụ lấp Vịnh Hạ Long để phân bổ bán nền đã bị chìm xuồng rất nhanh. Xem ra cuộc đấu đá Trọng Chính còn nhiều pha kịch tính. Ông Trọng và đồng bọn còn nhiều trò. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng đã sập hầm Thủ tướng trong vụ lấp Vịnh Hạ Long như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.